Anh ơi, nghe thấy cô không? Nghe thấy cô? Ok, con làm xong chưa? Con chưa, con đang làm tự nhiên cái màn hình nó biến mất luôn. Ok, thì con làm nốt đi. Xong thì bảo cô nhá, làm đến làm 4 phút thôi nhá, đến 25 là cô sẽ chữa. Cô ơi, nói nè nè cô, Ơi, con xong chưa? từ này là từ gì á cô? Đâu con? Để con hoàn tròn Không thấy. Chỗ nào đợi có? xíu. Ok. Chúng ta có từ funny tales đúng không? Từ này đúng không con? Từ này đúng không? Đúng rồi, Ok. từ đó đó cô. Từ đấy có nghĩa là đuôi, được chưa nào? Hôm trước mình học rồi đấy. Đuôi, funny tails, đó là những cái đuôi vui nhộn, được chưa nào? Cái đuôi.
Ok. Để đuôi. Làm nốt đi con. Cái đuôi. Ừ. Theo là cái đuôi. Xong thì bảo cô nha. Cô à, từ này từ gì vậy? Ơi con. Từ này từ gì vậy cô? Đâu con. Ai cô thấy chưa? A mà con ARM á. Hả? ARM á. A mà con. Dạ. Arm là cái cánh tay. Để xem nào. Cánh tay, bắp tay. Arm. Cánh tay. Sao mà cơ? Ok, mình chữa bài nhá. I've got two hands and six eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, good. Đúng rồi. Chính xác. Ok. I've got three nose. Chính xác. Nose là cái mũi đúng không? I haven't got a mouth. Tôi không có mồm. But I've got two funny tails. Đúng rồi. Chính xác. Tôi không có mồm nhưng mà tôi có hai cái đuôi vui nhọn. Được chưa? My five feet. Đúng rồi, chính xác. Feet là chân đúng không? Rất tốt. My four arms. Chính xác. Rất tốt. Bốn cánh tay. Very long. And my hands are very small. Ok. Nào, mình sẽ xem từ mới này. Khánh biết chưa nhá? Long nghĩa là gì con? Sao cái từ này nó là tiếng Việt mà cô? Long mà. Không, đây là tiếng Anh con nhá. Long có nghĩa là gì con? Không biết hả? Ok, thế thì còn small thì sao? Small thì sao con? Con có biết từ small không? Không biết hả? Ok, thế thì mình ghi vào vở nhá. Ok, mình sẽ ghi hai từ mới vào vở. Nào, vui lên con, mẹ sắp về rồi mà. À, dạ. Mẹ đi làm tới... Mẹ đi tới mấy giờ mới về? Tới 10 giờ hay 9 giờ mới về? 9 giờ rồi. Con học xong là 9 giờ à? Ok, nào đọc cho cô đã. Long. Không phải long đâu nha. Long. Cô đi. Long. Và small. 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 Ok, long là dài, small là nhỏ. Được chưa nào? Ok, con viết hai từ này vào vở đi. Con ghi hai từ này vào vở đi con. Ghi xong rồi bảo cô nha.
Xong rồi cô. Ok, kịp. Nào, mình sang bài tiếp nhá. Ok. Ok. Ok, so now we will read in color the master. Trong phần này thì con sẽ đọc hiểu và tô màu cho con quái vật này, được chưa? Ok. The one, the first one. The master's arms are red and its hands are green. Có nghĩa là cánh tay của con quái vật thì màu red là màu gì con? Red. Red là màu gì? Màu đỏ. Đúng rồi. Cánh tay con quái vật thì màu đỏ và bàn tay its hands are green. Green là màu gì con? Màu xanh lá. Chính xác, đúng rồi. Câu số 2 này. It's got a... Ok, thế thì con sẽ tô màu số 1 đi đã. Con tô màu câu số 1 đi đã. Con biết tô màu chưa? Cái tô màu hả? Tô màu trên màn hình đi con. Tô màu trên màn hình hả? Ừ. Để xem. Con biết tô màu không? Đúng rồi, chính xác, tô như thế. Ok. Nào, bây giờ con sẽ cô tô cánh tay của con quái vật này thì màu đỏ và bàn tay thì là màu xanh nhá. Tương tự như thế, con tự đọc và tô cho cô theo yêu cầu của cô câu số 2, 3 và 4. Ok. Trước khi mà đọc hiểu thì cô sẽ kiểm tra xem là Khánh có nhớ từ mới không nhá. Ok. Nào, chúng ta có từ face. Face là nghĩa gì con? Khánh. Yeah. Face có nghĩa là gì con? Face. Face. Face là gì? Face. Là khuôn mặt, được chưa? Như nào? Eye này là mắt này. Nose là mũi này, con biết rồi. Color three sock. Sock là đôi. Đôi gì nhỉ? Đôi gì? Đôi dài. Đôi tất chân, được chưa? Được chưa? Hai đôi tất chân màu xanh và hai đôi tất chân màu da cam, được chưa? Câu số 4 này. Make it t-shirt. T-shirt là gì con? T-shirt. Là gì nhỉ? Yeah. Cái áo không, được chưa? Pink là màu hồng, có tồi. Hat là cái mũ, được chưa nào? Ok. Nào, vẽ con quái vật nào này theo yêu cầu cho cô nào. Được chưa? Con này vẽ con quái vật, tô màu con quái vật theo yêu cầu của đề bài cho cô xem nào. Xem có em xem có hiểu không nào. Khánh. Con không có tô màu được nữa. Thế hả? Không tô màu được á? Dạ. Ok, thế thì cô dịch luôn cho con nhá. Câu số 2 chính là it's got purple face. Nó có một khuôn mặt màu tím này. Pink eyes, mắt màu hồng. Yellow nose, mũi màu vàng. Số 3, color three socks. Nó có mẫu đầu. Thì mình xem vẽ thêm được chưa nào. Color three socks blue. Có hai đôi tất màu xanh da trời này. And two socks orange. Hai đôi màu cam này, được chưa? Số 4 này, make each t-shirt pink. Làm cho cái áo phông màu hồng. And it's hot orange. Và cái mũ của nó màu da cam. Được chưa nào? Con hiểu chưa? Hiểu rồi. Chưa hay? Ok. Đây là cách cái ta tô màu. Được chưa nào? Ok. Chưa? Ok. Tiếp theo, mình sẽ đến với bài tập Yes or No. Yes or no nghĩa là con sẽ phải điền yes hoặc no. Ok. The first one. It's got 5 feet. Yes or no? Con? Yes. Yes? Yes. Ok. Good. Đúng rồi. Tiếp theo. It's got 1 nose. Yes or no? One. No. Ok. Good. Ok. Tiếp theo. It's got 2 funny tails. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes?
Okay, chính xác. Số 4. The monster eyes are pink. Yes or no? The monster eyes are pink. Yes or no? No. No? Yes. It's most yes. It's most yes. Nó phải là yes bởi vì lúc nãy mình đã tô màu cái mắt của con quái vật này màu hồng rồi, được chưa? Số 5. It's got two green face. Yes or no? Yes. Yes. No. Không phải two green. Con nhìn đi, một khuôn màu màu tím kìa. Purple kìa. Nó phải là khuôn màu màu tím chứ. Lúc đấy mình đã tô màu tím lên khuôn mặt nó mà. Okay. Next. Okay. So in this part you will choose words and write about the monster. Choose words and write about the monster. Con hãy chọn từ và viết về con quái vật, được chưa? Okay, đây là yêu cầu của đề bài. Okay. Con nhìn lên màn hình này. Trong phần này thì con sẽ đọc được chưa nào và viết về. Con thấy màn hình nó cứ chuyển. Hết chưa con? Bây giờ con nhìn thì nó đứng lại chưa? Này, con thấy con chia sẻ cái gì à? Cô đang chia sẻ một cái đoạn văn đó con. Đoạn văn không thấy con. Con thấy chưa? Thấy rồi con. Ok. Nào, mình sẽ đọc đoạn văn này và con sẽ điền từ nhá. Ok. Now, the first one. Say hello to Bounce. Hi, chào, hello. Hi, chào. Hi, nói xin chào với Bounce. It is a very big. Big có nghĩa là gì con? Big là gì nhỉ? Big có nghĩa là heo. Heo? Con heo. Hả? Sai rồi. Big B mà là con heo. Còn big này ghi vào vở cho cô nhá. Big. Đây. Đây là to. Con to, to lớn, to lớn. Ghi vào vở cho cô đi. Big nghĩa là to lớn. Còn big này mới là con heo này. Được. Ghi vào vở cho cô. Xong rồi, cô. Ok. Nó big or small. Đó, nghĩa là mình phải chọn ra hai từ này. Big là to và small là bé. Thế thế nào, ok? Tiếp theo này. Happy or sad? Chúng ta có từ happy. Happy có nghĩa là gì con? Happy. Happy là gì? I am very happy. Tôi rất là vui vẻ, được chưa? Thì happy này có nghĩa là vui vẻ. Như thế nào? Sad. Sad là gì? Cô có biết không? Gì nhỉ? Sad có nghĩa buồn. Được chưa nào? Buồn. Ok. Đọc cho cô nào. Happy. Happy. Sad. Sad. Happy. Happy. Sad. Sad. Ok, ghi hai từ này vào vở cho cô. Ghi hai từ mới vào vở cho cô. Cô ơi, hỏi nè. Ôi con. Sao cái từ happy này giống happy chúc mừng sinh nhật quá cô? Đúng rồi, happy chúc mừng sinh nhật nó cũng là từ happy này con nhá. Happy chúc mừng sinh nhật nó chính là từ happy birthday. Được chưa? Có nghĩa là birthday chính là sinh nhật, còn happy là vui vẻ. Vậy thì happy birthday có nghĩa là sinh nhật vui vẻ. Được chưa nào? Ok. Hiểu chưa Khánh?
Được chưa? Ok, con ghi vào vở đi con. Ok, được rồi. Very beautiful or ugly. Chúng ta có từ beautiful. Beautiful có nghĩa là gì con? Beautiful là gì? Ở đâu cô? Đây con. Đây. Beautiful. Beautiful là gì? Là I see is your mother. Your mother is very beautiful. Your mother, mẹ của con thì rất là beautiful. Thì vậy thì beautiful ở đây có nghĩa là xinh đẹp, được chưa nào? Ok. Tiếp theo chúng ta có từ ugly. Ugly có nghĩa là gì con? Xấu xí. Đúng rồi, chính xác. Thế mình biết từ ugly rồi thì mình sẽ ghi từ beautiful vào vở nhá, được chưa? Và nhớ từ này, và nhớ từ này cho cô, bởi từ này rất hay xuất hiện, được chưa nào? Con đọc cho cô đi. Beautiful. Beautiful. Ok, ok. Vậy khi mà mẹ về thì con thích có thể nói với mẹ là you are very beautiful, có nghĩa là mẹ rất là xinh đẹp, được chưa nào? Ok, xinh đẹp. Rồi, ok, ghi vào vở cho cô. Anh ghi vào vở từ này cho cô. Nhớ nhá, hãy khen mẹ với từ này. You are very beautiful. Ok, tiếp nha. And funny. Ok, funny có nghĩa là vui vẻ, được chưa? Thì mình sẽ dịch câu này là mình sẽ tự chọn giữa hai từ là big or small, to hoặc là bé này, happy or sad, vui vẻ hay là buồn này, very beautiful or ugly, nó đẹp đẽ hay là nó xấu xí này, và nó vui vẻ, được chưa? Ok, thế thì con sẽ nhớ lại cái quái vật này. Sorry. Thì con sẽ nhìn con quái vật này. Được chưa? Con quái vật này này. Con nhìn thấy màn hình con quái vật chưa? Hay à. Và con sẽ chọn những cái từ đi phù hợp với nó, được chưa? Ok, con chọn đi. Con gạch luôn từ đấy cho cô, rồi gạch dưới chân và từ gạch khoanh tròn cái từ con chọn cho cô, được chưa? Cô ví dụ cho con nhé. Không hiểu. Không hiểu hả? Thế bây giờ cô ví dụ cho con nha.
Ở đây nó có cái câu là is it very big or small? Chúng ta có hai từ. Chúng ta có hai từ, một là từ big, hai là từ small. Được chưa nào? Ok. Thì big có nghĩa là to lớn, còn small nghĩa là bé nhỏ. Được chưa? Small có nghĩa là rất là bé. Bây giờ thì con sẽ, nhiệm vụ của con là con sẽ hãy nhìn con quái vật đấy và con sẽ chọn từ phù hợp với nó. Ví dụ trong câu này, nó to là nó nhỏ con? Con nhìn trong, con nhìn cái con quái vật đấy thì con thấy nó to hay nó nhỏ? Nó to. Ok, thế thì con sẽ chọn từ big, được chưa? Và con sẽ khoanh tròn từ big này vào. Khoanh tròn từ big này vào, con đã hiểu chưa? Chọn tiếp hai từ kia cho cô nào. Con chọn tiếp đi. Còn một cặp nữa. Xong rồi cô. Ok, good. Đúng rồi. Nó rất là to này, nó trông có vẻ buồn đúng không? Bởi vì nó không cười, được chưa nào? Và cuối cùng là S, ugly, nó hơi xấu xí một tí. Ok, ok. Còn phần tiếp theo, it drinks có nghĩa là nó uống, chưa? And trên chấm, its favorite food, nó uống cái gì đó và như thế nào đó với đồ ăn yêu thích của nó. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có từ nó uống, thì con thích nó uống gì? Con muốn con quái vật này uống uống cái gì hả con? Uống nước chanh. Uống nước chanh. Ok, con có biết từ nước chanh là gì không? Lemon juice. Lemon juice. Ok, đây là từ nước chanh. Ok, tiếp theo. And is its favorite food. Và món ăn nào là món ăn yêu thích của nó? Thức ăn nào là thức ăn yêu thích của nó? Con nghĩ đi. Thức ăn nào là đồ ăn gì là đồ ăn yêu thích của con quái vật này? Thịt người. Thịt người á? Ok. Ok, chúng ta có từ human, con người là đồ ăn yêu thích của nó, được chưa nào? Ok, chết. Ok. Được rồi. Bài tập về nhà hôm nay của Khánh sẽ là con sẽ học thuộc tất cả các từ mới ngày hôm nay được không? Cô sẽ không cho thêm con thêm bài tập nữa. Bài tập của con sẽ là học thuộc tất cả các từ mới ngày hôm nay. Con có làm được không? Làm được. Ok. So it is the end of the lesson today. Goodbye and see you next time. Bye bye. Bye. Ủa? Sao? Học xong rồi hả cô? Đúng rồi, mình học xong rồi. Con nhìn giờ xem. 8 giờ, 9 giờ rồi đó. 9 giờ đâu? 9 giờ phải 21 chứ. Chưa gần 9 giờ rồi. Thế mẹ con về chưa? Mẹ con vẫn chưa về. Chưa về hả? Ok, thế ngồi chơi cờ chờ mẹ nhá. Đấy là kết thúc buổi học ngày hôm nay rồi. Một buổi học của mình thì chỉ có 45 phút thôi nhá. Nghĩa là mình sẽ học từ 8 giờ đến 8 giờ 45. Được chưa? Con nhìn xem nó qua 45 phút chưa? Nó 48 phút. Ok, 48 phút rồi đúng không? Thế là nó qua được 3 phút rồi, ok. Thế thì gặp lại con vào buổi thứ tư nhá. Được chưa nào? Được chưa nào? Ok. Ok, so this is the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye. Bye. Bye bye.